tướng Việt Nam Cộng Hòa ông Nguyễn Hữu Hạnh, người từng là phụ tá Tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đang sống những năm tháng cuối đời tại một căn nhà tuỳnh toàn trong khu nghĩa trang ở tỉnh Tiền Giang, cùng với người vợ sau nhỏ hơn ông 33 tuổi, trước đây làm nghề bán vé số. Không chỉ là tướng Việt Nam Cộng Hòa, ông Hạnh năm nay 95 tuổi, còn là cơ sở nội tuyến chiến lược của Ban Binh vận Trung ương Cục Miền Nam của Cộng sản. Trong ngày 30 tháng 4 1975, ông từng ra lệnh cho sĩ quan, binh sĩ án binh bất động, thuyết phục Tổng thống Dương Văn Minh kêu gọi binh sĩ buông súng đầu hàng. Đã lập được công trạng với chế độ Cộng sản như vậy, nhưng vào những ngày tháng gần cuối cuộc đời, ông Nguyễn Hữu Hạnh đang sống như thế nào? Vào một ngày cuối tháng 11 năm 2018, với vốn liếng chỉ là một địa chỉ khá mơ hồ, ở thôn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, tiếp chúng tôi là một phụ nữ tầm hơn 60 tuổi, bà giới thiệu tên thường gọi là bà Từ Bóng, còn tên thật là Trần Thị Hiệp, vợ ông Nguyễn Hữu Hạnh. Trong nhà không có vật dụng gì quý giá, trên tường nhà được ông treo tấm bằng khen của chính quyền Cộng sản trao tặng. Kể về cuộc sống của ông Hạnh hiện tại, bà Trần Thị Hiệp cho biết. Này, có khoảng 3 tháng trở lại là ông nằm viện, năm mấy ngày, rồi cái ông về ông ù tai, rồi ông quên luôn đó chứ. Năm trước, mấy năm trước ông còn nhớ trơn à, vô hỏi ông gì nhớ trơn. Giờ ông hết, là lúc đó ông 80 mấy tuổi, là ông xuống nhà nhà ông chơi, ông xuống ăn ở đây nè. Ông nói vợ ông chết, ông buồn quá, ông mới đi gặp cô. Ông mới nói với anh ông là bây giờ giờ bà vợ tôi chết, tôi nhờ anh giúp chỉ giùm tôi người hữu hỷ. Đó. Thế ông mới hỏi ai vậy không? Có con nhỏ bánh số, chồng chết mấy năm mà nó nuôi 5 đứa con, nó giờ cũng hơi lớn lớn rồi. Chú mày chịu gì, lát nữa tao kêu nó lại bán số cho. Cái con mới lại bán số. Thì lại đâu biết ông thấy ông chống gậy. À, lúc đó ông hình như 80 mấy tuổi. Cái cô mới lại bán, cái anh ổng mới chỉ cô, cái ổng mới nói giờ cô đếm với số đi, còn như tôi mua hết cho. Mà nãy anh bảy tôi có làm mai với cô kia, nay cô được như tuổi nó tôi cũng năm mai. Ổng nói chỉ cô kia không chồng tôi cũng gửi, bây giờ tôi thích cô. Thôi cô chỉ số nhiều, tôi mua hết, rồi cô ngồi cho tôi hỏi thăm chút được không? Nói cái mình nói ổng lớn tuổi rồi, ổng mua 17 tờ số 170.000, tiền đâu ổng mua tụ nghiệp, ổng rủi chịu chặt làm sao. Nó thôi ông đừng mua, ông mua chừng vài tờ thôi. Ông nói được, tôi mua hết cho cô, rồi cô ngồi cho tôi hỏi thăm chuyện đi. Rồi ổng mới nói là vợ ổng chết, ổng đi tìm người hữu hỷ vậy đó. Rồi hỏi ổng nhiêu không, 15 người con. Cô mới nói trời ơi, ông gì ông thuyết phục con được không, chứ 15 người con chắc không ai đồng ý mà thiệt. Rồi cái cô mới kể hoàn cảnh của cô vậy đó, tôi khổ lắm mà. Giờ nợ nần thì góp sách ngày 300-400 ngàn, cứ mượn 1 triệu, 1.2 triệu không à. Sáng mua 1 ký gạo, chiều mua 1 ký gạo. Cái ông nói thì cô cứ tính đi, thiếu nợ nhiêu rồi mấy mốt tôi cho cô trả. Nhưng cô nghĩ cô đâu biết ông làm gì, ông làm gì có tiền đâu trời. Cái sau cái sáng ngày cái cô đi về, về xong ông hô hôi, hôm mai cô có bác cô đem sổ dò lại cho tôi mượn tôi dò nha. Cái sáng ngày con cô nhỏ, nhỏ 12 tuổi, năm nay nó 22 tuổi, nó đi ngang nó mua 1 ký gạo trên quán trên, thì là anh ổng gần đây. Cái hỏi con vô ông nói chuyện chút thôi, cái hỏi con là con nhà ai mà con mua con miếng gạo vậy. Cái nói làm sao đủ ăn, cái nói này mẹ con đi bán số, mẹ con không có tiền. Cái ông mới kêu anh ổng á đi mua 30 ký gạo đó tới giờ luôn á. Rồi cái xong cái ông xuống, ông đi về tỉnh rồi sao ông xuống, cái ổng mới đưa cho cô 30 triệu là ổng mượn mặt trận thành phố chỗ lãnh lương, lãnh lương cũng đi giờ lãnh mặt trận. Một tháng rồi đó là gặp ổng có 8 triệu à, cái lên nhờ 10 mấy triệu. Lãnh lương về đưa cho cô hết, em muốn mua gì mua, mua cho anh ăn, anh uống sữa rồi đó, mua đồ lo cho ổng hết trơn. Ổng 95, năm nay cô 41, nhỏ hơn ổng 61, nhỏ hơn ổng 3 mấy tuổi, 34 tuổi. Bên gia đình cô nghèo, nói than với ổng, ổng cũng cho. Nhưng mà cái nợ thì trước mấy lần, mấy năm về trước cô còn đó,
như cô cầm số chuẩn bị nhà rồi này nọ nữa, rồi về lần lần cô cũng dai lại rồi cô trả, cũng trả góp lần 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 người nợ ngoài 1 triệu, 1.2 triệu, rồi cô cũng trả dần dần nghe tiền lương nó lãnh về chứ tháng cô trả người này 1 triệu, tháng trả người kia 500, rồi còn như cô với ổng sống. Ông Nguyễn Hữu Hạnh sinh năm 1924, là chuẩn tướng bộ binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Năm 1946, ông gia nhập quân đội Pháp dưới quyền thiếu úy Dương Văn Minh, người sau này trở thành tổng thống cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa. Ông Nguyễn Hữu Hạnh từng kinh qua nhiều chức vụ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 15 tháng 5 năm 1974, ông Hạnh bị Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cho về hưu khi mới 48 tuổi. Ngày 28 tháng 4 năm 1975, sau khi Đại tướng Dương Văn Minh lên Tổng thống, ông Hạnh giữ chức phụ tá cho tân Tổng tham mưu trưởng, Trung tướng Vĩnh Lộc. Sáng 29 tháng 4, tướng Vĩnh Lộc đi di tản. Vì vậy, nhân danh Tổng tham mưu trưởng, ông đã ra tuyên bố kêu gọi binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa buông súng. Cùng với Trung tướng Nguyễn Hữu Có, ông Hạnh là một trong hai vị tướng bên cạnh Tổng thống Dương Văn Minh trong giờ phút cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa. Sau năm 1975, được ghi nhận công lao trong tác động buông súng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ông Hạnh không bị đi tù cải tạo, mà còn được giữ chức vụ Tổng Thư ký Hội Nhân dân Bảo trợ Nhà trường, sau được bầu là Ủy viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, với tư cách là nhân sĩ yêu nước và giữ chức vụ đó cho đến nay. Về con cái và nhà cửa của ông Nguyễn Hữu Hạnh, báo Tiền Phong ở Việt Nam trong bài Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh bây giờ, xuất bản ngày 26 tháng 4, 2017 có đoạn: ngôi biệt thự của ông Hạnh ở đường Phan Kế Bính. Sau khi vợ của ông, tức là mẹ của 14 người con qua đời, đã bán đi, mua mảnh đất ở ấp 8 Tân Phú Trung, Củ Chi, Sài Gòn để ở, rồi lại khóa cửa để đấy, ông Hạnh về đây quanh quẩn vui thú điền viên với bạn bè. Câu chuyện giữa chúng tôi và bà Hiệp lâu lâu lại bị ngắt quãng bởi những tiếng ho hay khạc nhổ của ông Hạnh. Dường như ông không còn tự chủ trong các hành động của mình. Nhìn ông, ít người ở đây biết rằng ông già lẩm cẩm ở trong căn nhà nhỏ xíu xung quanh toàn mồ mả này, trước đây từng là một vị tướng Việt Nam Cộng Hòa quyền uy, một nhân vật quan trọng trong biến cố 30 tháng 4 1975. Phải chăng đây là số phận của một người làm tướng Việt Nam Cộng Hòa nhưng lại nằm vùng cho Cộng sản, những ngày tháng cuối đời phải sống trong nghĩa trang, làm bạn với những nấm mồ? Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo.